Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime Chine. Trong tập 22 phần 6 của Trung Châu, Tiêu Viêm đã chạy đến núi Lạc Thần Giản cứu thành công em độc Tiểu Y Tiên. Hắn đã nhờ Thiên Hỏa Tôn giả chăm thuê cho vài tên trưởng lão băng hà cốc. Sau đó Tiêu Viêm đi đến ôm eo Tiểu Y Tiên bế cô ấy. Điều khôi bế hắn làm đi vào sâu bên trong núi Lạc Thần Giản để tìm cách hóa giải băng chi lực cho Tiểu Y Tiên. Chuyển sang tập 23 phần 6 của Trung Châu. Băng Nhàn trưởng lão của băng hà cốc đang đứng bên ngoài cửa Lạc Thần Giản đi vào chỗ đám người băng hà cốc bị giết. Hắn phát hiện ba trưởng lão băng nguyên, băng phù, băng hà cùng rất nhiều đệ tử đã bị tổ đội nào giết hết. Băng Nhàn đã hạ lệnh các đệ tử của mình vác toàn bộ xác chết về băng hà cốc. Chuyển đến chỗ nhóm người Tiêu Viêm đã đi sâu vào Lạc Thần Giản trong một hang động. Hắn làm thấy Tiểu Tiên đang bị thương rất nghiêm trọng. Cô đã chăm sóc Tiểu Tiên nghỉ ngơi tại một tảng đá. Tiêu Tiên quay sang trò chuyện với Tiêu Viêm đột phá đấu tông trong một năm. Vậy ma độc ban của Tiêu Viêm thế nào rồi? Dĩ nhiên Tiêu Viêm không kể chuyện ma độc ban, mà hắn đang muốn xem vết thương của Tiểu Tiên thế nào. Tiêu Viêm đã ngồi xổm nắm lấy tay Tiểu Tiên bắt đầu khám bệnh. Hắn phát hiện băng chi lực vẫn trong cơ thể Tiểu Tiên. Tiêu Viêm đã hỏi Hân Lam có biết gì về băng chi lực. Hân Lam cũng giải thích những điều cô biết về băng chi lực. Băng chi lực là khí độc của băng hà cốc. Cấp độ đấu tông mới tu luyện được, còn cách hóa giải băng chi lực cô không hề rõ. Vì vậy Tiêu Viêm đã lấy ra một chậu gỗ phối nước chữa bệnh cho Tiểu Tiên xem được không. Tiêu Viêm đã dùng dị hỏa đốt nước thuốc lên. Sau đó Tiêu Viêm cho Hân Lam cởi hết toàn bộ quần áo trên cơ thể Tiểu Tiên cho cô vào chậu nước tắm rửa sạch sẽ. Tí nữa hắn có công chuyện với Tiểu Y Tiên. Tiêu Viêm đã xoay người không nhìn vào cơ thể không có vải che của Tiểu Y Tiên. Dù hắn đã từng nhìn thấy hết sạch toàn bộ cơ thể trắng của Tiểu Y Tiên. Lúc này Tiểu Y Tiên ngồi trong chậu nước. Tiêu Viêm đã dùng 10 ngọn lửa dị hỏa cho vào chậu nước, khiến Tiểu Y Tiên hơi đau trên người nhưng lại có hiệu quả. Là cơ thể Tiểu Y Tiên bắt đầu cho ra độc khí của băng chi lực. Hiện tại Tiêu Viêm quay sang chỗ Hân Lam đưa cho cô một tờ giấy. Hắn nhờ Hân Lam giờ hãy rời khỏi núi Lạc Thần Giản đi tìm một số dược liệu hắn cần luyện chế thuốc hồi sinh Thiên Hỏa Tôn Giả. Do đó Hân Lam cam đoan với Tiêu Viêm sẽ tìm đủ dược liệu cho hắn cần. Nên Tiêu Viêm đã cho Điệu Khôi đi cùng Hân Lam bảo vệ cô suốt đoạn đường đi tìm dược liệu. Sau khi Hân Lam đi về nhà, Tiêu Viêm cho một ngày tiếp theo phối hơn 100 loại thuốc cho Tiểu Y Tiên tắm. Cuối cùng Tiểu Y Tiên đã phun từ mồm trên ra một viên băng nhỏ. Tiêu Viêm đang tu luyện đến hỏi thăm sức khỏe Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên cũng khoe cô đã khỏi băng chi lực rồi. Vì vậy Tiêu Viêm cũng yên tâm về bệnh tình của Tiểu Y Tiên. Về vết thương ngoài da cô tự chữa khỏi được. Tiêu Y Tiên đang ngồi trong chậu nước đề nghị Tiêu Viêm có thể quay đầu cho cô đứng dậy mặc quần áo được không. Tiêu Viêm nghe vậy đã quay đầu không nhìn trộm Tiểu Y Tiên mặc quần áo hay dây. Lúc này Tiêu Viêm xoay người nhìn chằm chằm vào người Tiểu Y Tiên đã mặc xong một bộ đồ. Tiểu Y Tiên không hiểu Tiêu Viêm nhìn vào chỗ nào của cô. Tiêu Viêm nói thật đang ngắm một cô gái xinh đẹp trước mặt, đồng thời đi đến nắm tay Tiểu Y Tiên, khiến Tiểu Y Tiên tưởng rằng Tiêu Viêm định làm gì mình. Hóa ra Tiêu Viêm xem bệnh tình Tiểu Y Tiên đã ổn. Cô hãy cắn viên thuốc này đi. Và Tiêu Viêm hỏi bệnh ếch nang độc thể của cô sao rồi. Tất nhiên Tiểu Y Tiên cho Tiêu Viêm yên tâm là 2 đến 3 tháng nữa cô vẫn ổn. Khi nào ếch nang độc thể bùng phát đỉnh điểm dịch bệnh, cô sẽ không nhận ra nữa. Do đó Tiêu Viêm an ủi Tiểu Y Tiên, trong 2 tháng nữa sẽ tìm được viên ma hạch cấp 7 thiên độc hạt long thú. Không có sẽ xài viên ma hạch cấp 6 thiên độc hạt long thú vậy. Tuy nhiên Tiểu Y Tiên tiết lộ một thông tin cho Tiêu Viêm. Viên ma hạch cấp 7 thiên độc hạt long thú ở Lạc Thần Giản có, nhưng con bọ cạp thiên độc hạt long thú cấp 7 ở đây chính là cầm trùng trong ma thú. Lần đầu cô gặp được thiên độc hạt long thú, nó có định bắt cô về làm vợ. Có điều Tiểu Y Tiên đang bị thương đã cắm đầu chạy được. Tiêu Viêm nghe vậy nhận xét Tiểu Y Tiên có sức hút ghê gớm, cả ma thú cũng muốn lấy về làm vợ. Dĩ nhiên Tiểu Y Tiên cũng cho Tiêu Viêm nghe tên thiên độc hạt long thú nhìn chúng vào ếch nang độc thể của cô thôi. Và sức mạnh của thiên độc hạt long thú khoảng đấu tông 8 sao. Sau đó Tiêu Viêm đã quyết định Tiểu Y Tiên cứ chữa khỏi bệnh đi. Hai người sẽ ra tay bắt con thiên độc hạt long thú cấp 7. Sau đó Tiêu Viêm đã nhắm mắt suy nghĩ. Tài liệu hồi sinh thiên hỏa tôn giả thiêu đông máu của ma thú cấp 7. Thế nào nó lại trùng hợp có con thiên độc hạt long thú luôn. Tiêu Viêm cũng ngồi dùng dị hỏa luyện hóa ma độc ban trên ngực một thời gian. Tiêu Viêm đã đột phá từ đấu tông 1 sao lên đấu tông 2 sao. Tiêu Viêm đã nhìn Tiểu Y Tiên cho biết, ma độc ban này giúp hắn tăng cấp độ nhanh lắm. Tiểu Y Tiên cũng khá lo cho Tiêu Viêm, là Tiêu Viêm cố gắng khống chế được ma độc ban,
không khả năng sẽ bị chết lúc nào không hay. Bây giờ Tiêu Viêm chuyển chủ đề, Hân Lam đi tìm dược liệu vẫn chưa quay trở lại. Tiêu Tiên cũng không rõ Hân Lam có gặp nguy hiểm gì không, nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm ứng được địa khôi an toàn, chắc chắn Hân Lam cũng an toàn. Đôi lúc này Hân Lam đi vào bên trong hang động gặp hai người Tiêu Viêm. Hân Lam đã báo tin hai người Tiêu Viêm, Tiểu Tiên đã bị băng hà cốc gián ảnh truy nã. Mà băng hà cốc có một đấu tông 9 sao kèm theo rất nhiều người đang tiến vào lạc thần sản vây bắt mọi người. Do đó Tiêu Viêm đưa ra phương án với Tiểu Tiên là hãy đi giết con ma thú lấy ma hạch cốc 7 thiên độc hạt long thú, trước khi người băng hà cốc tìm được bọn họ. Lúc này ba người Tiêu Viêm cùng với Điệu Khôi nghe theo hướng Tiểu Tiên đi tìm thiên độc hạt long thú hướng bắc. Tiêu Viêm đã dặn khi nào đánh nhau với thiên độc hạt long thú, Hân Lam hãy núp sang một bên núp bụi. Tuyên đến chỗ đám người băng hà cốc có thêm ba trưởng lão đi đến lạc thần gián. Thiên xà lão đấu tông 9 sao trên tay có một cái gậy đầu rắn. Ông đã được băng phù đưa cho bức ảnh có hình Tiêu Viêm, Tiểu Tiên, Điệu Khôi, Thiên Hỏa Tôn Giả. Băng Nhàn cũng cho biết đây là hình ảnh bốn người hắn lấy được trong linh hồn sót lại của các đệ tử bị giết. Vì vậy Thiên xà trưởng lão cho người mau đi cùng ông tiến vào lạc thần gián đi gặp đám người Tiêu Viêm giao lưu võ thuật. Trở lại cho đám người, Tiêu Viêm di chuyển đến một tòa nhà nơi ở của thiên độc hạt long thú. Tiêu Tiên cũng lên tiếng với Tiêu Viêm, khả năng con thiên độc hạt long thú cũng cảm nhận được ánh năng độc thể của cô rồi. Do đó Tiêu Viêm để Hân Lam ở một tảng đá chỗ này quan sát. Hắn và Tiểu Tiên khôi lỗi đã di chuyển đến phạm vi lãnh thổ của thiên độc hạt long thú. Thiên độc hạt long thú đã phát ra tiếng nói của rồng. Không ngờ Tiểu Tiên lại đến tận cửa mời hắn bắt làm vợ. Tiêu Tiên hay chấp nhận làm vợ hắn đi. Hắn muốn tạo ra em bé với Tiểu Tiên. Con của hắn và cô sẽ có di truyền cái ánh năng độc thể hoàn mỹ. Thiên độc hạt long thú thân người đôi bọ cạp có hai cánh đằng sau lưng đã bay trên trời hạ xuống mặt đất. Con bọ cạp đã khinh thường đám người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chỉ là một tên đấu tông 2 sao, làm sao giúp đỡ được Tiểu Tiên đánh hắn. Tiểu Tiên đã xin con bọ cạp đưa cho cô một vật. Cô sẽ chấp nhận cưới nó, là hãy giao viên ma hạch của hắn cho cô. Con bọ cạp thấy vậy đã lao lên đánh Tiêu Viêm một trận. Tiêu Viêm đã di chuyển né để lại một hình ảnh né được. Con bọ cạp bất ngờ khả năng chạy trốn của Tiêu Viêm. Tiêu Tiên đã đánh một trận vào sau lưng con bọ cạp hình người. Tuy nhiên con bọ cạp thấy sức mạnh của Tiểu Tiên không đủ gây sát thương lên nó. Nó đã dùng đuôi chống đỡ một trận của Tiểu Tiên thành công. Con bọ cạp hình người đã ngửa mặt lên trời la to cái gì đó, khiến mây xung quanh ngưng tụ. Tiểu Tiên đã bay đến chỗ Tiêu Viêm nói chuyện. Là đám mây kia chính là toàn bộ số độc của lạc thần gián. Tiêu Viêm cảm nhận trong đám khói độc có rất nhiều ma thú có độc, trong đó có hai con ma thú đấu tông 4 sao. Tiêu Viêm đã đưa ra đội hình chiến đấu. Hắn cùng Tiểu Tiên đi giết hai con ma thú. Điêu Khôi và Thiên Hỏa Tôn Giả đi giết con bọ cạp hình người. Thiên Hỏa Tôn Giả xuất hiện đã ăn vạ trước Tiêu Viêm, là lại bắt ông đi phang nhau với con bọ cạp hình người mạnh thế. Ông làm sao mà chịu nổi. Nói chung Tiêu Viêm cũng vừa chém gió vừa nói thật. Muốn hồi sinh Thiên Hỏa Tôn Giả phải có máu của con bọ cạp cấp 7 trước mặt. Thiên Hỏa Tôn Giả lại bị Tiêu Viêm lừa nghe thấy mình được hồi sinh. Lần này ông sẽ ra tay đánh con bọ cạp. Nhưng có điều ông không đánh được nó đâu. Do đó Tiêu Viêm cho thêm Điệu Khôi trợ giúp Thiên Hỏa Tôn Giả. Tiêu Viêm cũng nhờ Thiên Hỏa Tôn Giả và Điệu Khôi giết nhanh con bọ cạp. Hắn cùng Tiểu Tiên sẽ cầm chân một số ma thú có độc trước mặt. Trở lại với con bọ cạp hình người đã lên tiếng nói với Thiên Hỏa Tôn Giả. Hắn chính là người của Hạt Long tộc. Tuy nhiên Tiêu Viêm nghe vậy cũng không quan tâm, mà Thiên Hỏa Tôn Giả hãy giết nó cho tôi. Điệu Khôi và Thiên Hỏa Tôn Giả đã lao vào tấn công con bọ cạp hình người. Thiên Hỏa Tôn Giả đã quyết định lấy máu của con bọ cạp này để hồi sinh được ông. Cảm ơn anh em đã xem hết video.